Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Top Share. Trong video ngày hôm nay, Top Share xin chia sẻ đến các bạn top 10 nữ diễn viên Hồng Kông tuyệt sắc khiến khán giả nhớ mãi thập niên 90. Nếu yêu thích chủ đề này, đừng quên xem đến hết video này nhé. Thời kỳ hoàng kim của điện ảnh xứ Cảng Thơm được đông đảo khán giả Việt Nam mê mẩn, không chỉ bởi kịch bản, tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn mà còn bởi sự diễn xuất tài năng, nhan sắc tuyệt vời của những nữ diễn viên thời đó. Có lẽ công nghệ thẩm mỹ, những ứng dụng làm đẹp, kỹ xảo làm phim chưa phát triển vào thời điểm đó, nhưng nét đẹp của những nữ diễn viên Hồng Kông thập niên 90 luôn đúng với câu nói mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Khán giả chỉ cần nhìn thấy là có thể nhận ra ngay những nữ diễn viên đó là ai. Theo năm tháng, sắc đẹp của họ có lẽ không tồn tại mãi với thời gian, nhưng trong lòng khán giả, hình ảnh của họ luôn là những ký ức tuyệt vời. Sau đây, mời các bạn cùng Top Share điểm qua top 10 nữ diễn viên Hồng Kông tuyệt sắc thập niên 90. Hãy kiểm tra lại xem bạn còn nhớ họ đã từng tham gia vào những bộ phim nào không nhé. Thứ nhất, diễn viên Lê Tư. Nếu ai đã từng xem những bộ phim cô tham gia sẽ nhận thấy cô đẹp như thế nào. Nữ diễn viên sinh năm 1971 này sở hữu lúm đồng tiền xinh đẹp khi cười, gương mặt, đôi mắt không có gì để chê. Diễn xuất cũng thuộc hàng đỉnh. Cô được xem là nàng Triệu Mẫn xinh đẹp nhất màn ảnh. Từ tạo hình cổ trang hay phim hiện đại, nét đẹp của cô đều không pha lẫn vào đâu được. Chính nữ diễn viên Trương Bá Chi từng nói, ở Hồng Kông, chỉ có chị ấy là đẹp hơn tôi. Nữ diễn viên hiện tại đã rời xa màn ảnh, nhưng ký ức về những vai diễn, nhan sắc với nụ cười duyên dáng của cô ấy luôn là một ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ. Thứ hai, nữ diễn viên Trương Bá Chi. Nữ diễn viên sinh năm 1980 với vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của cô luôn là đề tài nóng trên các mặt báo. Cô tham gia nhiều bộ phim cổ trang lẫn hiện đại. Nhiều khán giả cho rằng cô hợp với vẻ đẹp phim hiện đại hơn. Vua hài Hồng Kông Châu Tinh Trì đã mời cô tham gia phim Vua hài kịch và diễn xuất cùng nhan sắc của cô đã được đánh giá cao. Hiện nay có rất nhiều thị phi về đời tư của Trương Bá Chi, nhưng vấn đề đó không làm khán giả quên được nét đẹp mong manh như nữ thần của cô. Ở thời điểm hiện tại, cánh nhà báo, khán giả vẫn rất quan tâm về cuộc sống của Trương Bá Chi. Dù cô đã bước sang tuổi 40, nhưng sức hút vẫn không hề giảm nhiệt. Thứ ba, diễn viên Lý Gia Hân. Cô sinh năm 1970, mang hai dòng máu Trung và Bồ Đào Nha. Điều đó cũng lý giải vì sao Lý Gia Hân lại xinh đẹp đến vậy. Cô từng đạt danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988. Mỗi lần xem phim, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của cô cũng làm khán giả xao xuyến. Diễn xuất của cô còn rất nhiều tranh cãi, nhưng nhan sắc của cô thì không cần phải bàn đến. Trong bộ phim Nguyên Trấn Hiệp năm xưa, cô kết hợp cùng nam diễn viên Lê Minh đã mang lại hiệu ứng rất tốt. Nhưng đáng tiếc cặp đôi ngoài đời không có kết quả đẹp như khán giả mong đợi. Đời tư rắc rối luôn xoay quanh những tỷ phú, nhưng cô vẫn là một trong nữ diễn viên Hồng Kông luôn được đấng mày râu mơ ước vì nhan sắc kiều diễm của mình. Thứ tư, diễn viên Châu Huệ Mẫn. Sinh năm 1967, với nhan sắc nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn, cô có thể hạ gục bất kỳ người đàn ông nào trong lần đầu tiên gặp gỡ. Nữ diễn viên nổi tiếng sống tốt và rất khiêm tốn, được khán giả và đồng nghiệp vô cùng yêu mến. Cô cũng rất yêu quý động vật. Châu Huệ Mẫn được biết đến với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và cả DJ. Cô đã quyết định không sinh con để giữ vóc dáng của mình. Điều đó khiến cô nhận nhiều chỉ trích từ khán giả. Thứ năm, diễn viên Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền sinh năm 1967, cô được xem là đệ nhất mỹ nhân châu Á. Nhan sắc của cô luôn được người trong giới lẫn khán giả công nhận. Với những thước phim trắng đen thôi thì cô cũng vô cùng xinh đẹp. Trong sự nghiệp, cô đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim Thiện Nữ U Hồn năm 1987. Sau khi nhận được tin, người bạn thân là cố ca sĩ diễn viên Trương Quốc Vinh qua đời. Cùng những vấn đề cá nhân, nữ diễn viên đã trở lại Canada và chính thức giải nghệ từ đó. Thứ 6, diễn viên Quan Chi Lâm. Cô sinh năm 1962 với vẻ đẹp thanh thuần thoát tục. Cùng diễn xuất có thực lực, cô được khán giả vô cùng yêu mến. Cô tham gia diễn xuất trong bộ phim Hoàng Phi Hồng và được khán giả công nhận bởi diễn xuất chứ không phải thuộc dạng bình hoa di động. Nhưng có lẽ câu nói hồng nhan bạc phận phù hợp với nữ diễn viên này, bởi cô đã trải qua 2 lần thất bại trong hôn nhân và hiện nay cô đang sống trong cảnh cô đơn. Thứ 7, diễn viên Trương Mẫn. Cô nổi tiếng với vai trò diễn viên xinh đẹp trong các bộ phim của Châu Tinh Trì. Cô khác với những nữ diễn viên mang vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần khiết. Trương Mẫn sở hữu một vẻ đẹp gợi cảm đầy sức sống, đường nét sắc sảo quyến rũ trong từng ánh mắt cử chỉ. Cô hiện tại không tham gia các tác phẩm điện ảnh nào nữa, nhưng tên của cô luôn gắn liền với những tác phẩm của vua hài Châu Tinh Trì. Các bạn có thể xem lại nhan sắc của cô trong những bộ phim điện ảnh tuyệt vời của vua hài này. Thứ 8. Diễn viên Chu Ân. Nữ diễn viên Chu Ân sinh năm 1971, nhan sắc động lòng người của cô không có gì phải bàn cãi. Cô được biết đến nhiều khi tham gia bộ phim với Châu Tinh Trì và cả với vai trò người yêu của vua hài này. Nụ cười mê đắm của cô làm cho khán giả say mê. Với vai diễn Hoàng Dung trong bộ phim Anh hùng xạ điêu năm xưa, tham gia cùng với Trương Chí Lâm cũng đã mang lại ký ức về nàng Hoàng Dung không thể nào quên đối với khán giả. Hiện tại, nữ diễn viên đã kết hôn và có một cô con gái xinh xắn. Thứ 9. Diễn viên Khưu Thục Trinh. Khưu Thục Trinh sinh năm 1968, nổi tiếng trong thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông. Hiện tại, nữ diễn viên đã giải nghệ. Cô nổi tiếng gợi cảm bởi những thước phim nóng bỏng. Nhan sắc của cô không có gì để tranh cãi. Hiện tại, cô đã lấy chồng và có 3 cô con gái xinh đẹp. Khưu Thục Trinh cho biết cô không hối hận khi từ bỏ sự nghiệp nổi tiếng để kết hôn. Và có lẽ cô đã đúng, vì hiện tại cô đang có một cuộc sống tuyệt vời bên cạnh người chồng hết mực yêu thương và những đứa con xinh xắn. Thứ 10. Nữ diễn viên Ôn Bích Hà. Cô sinh năm 1966. Vào thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông thì ở Việt Nam hầu hết khán giả đều rất quen thuộc với nữ diễn viên. Cô có nét đẹp gợi cảm, phóng khoáng và mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại vô cùng tao nhã. Cô được xem là nàng đắc kỷ đẹp nhất màn ảnh. Hiện tại cô vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp của mình. Cô luôn được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc và nhan sắc hiện tại của bản thân. Còn rất nhiều nữ diễn viên xinh đẹp tài năng trong thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông những năm 90 mà có thể Top Share đã không liệt kê đầy đủ trong video này. Nếu bạn yêu thích nữ diễn viên nào, hãy cho Top Share biết trong phần comment bên dưới nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.